Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng k 2. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe tiểu sử và thành tích của một số biệt kích nhảy bắc, tác giả Phan Bá Kỳ. Trước khi đọc truyện này Thiên Hoàng xin giới thiệu về tiểu sử của tác giả. Tác giả Phan Bá Kỳ tốt nghiệp thiếu úy Liên trường Võ khoa Thủ Đức, khóa 4 Bis năm 1954, phục vụ tại các đơn vị bộ binh, bộ tổng tham mưu. Trường Sinh Ngữ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Sở Liên Lạc Phủ Tổng thống, Liên đoàn 77, Lực lượng Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt, Sĩ quan Liên lạc tại Hoa Kỳ, Sở Công tác, Nhà Kỹ thuật, Bộ Xã hội, Orange County, Bộ Thiếu niên, Los Angeles County, California, Hoa Kỳ, Tốt nghiệp nhảy dù, Lực lượng Đặc biệt, Chiến tranh Chính trị, Chỉ huy Tham mưu cao cấp, Chúng tá thực thụ ngày 1 tháng Giêng năm 1972. Học lực tú tài 2, BA, MA và PhD. Sống với vợ và hai con tại thị xã Irvine, Orange County, California, Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện tiểu sử của các biệt kích nhảy bắc. Biệt kích nhảy bắc Lê Văn Ngung, Toán Hét nhảy ngày 26 tháng Giêng năm 1967, Tôi không thể hạ mình xuống ngang hàng với những kẻ bắt tôi. Tôi cần phải bảo vệ danh dự, nếu không sẽ chẳng hơn gì họ. Biệt kích nhảy bắt Trần Kim Phú, trưởng toán Nike, nhảy ngày 11 tháng 6 năm 1963, trốn vào núi về sau bị bắt bị Cộng sản kết án tử hình. Ra đời năm 1931 tại xã Hưng Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình trung nông, Bố mất sớm, sống với mẹ và các em, là người ham chuộng thơ văn, thích luận bàn về các đề tài thời sự, chính trị, bản tính không hiếu động. Nhưng từ khi rời khỏi nhà trường năm 18 tuổi, anh dấn thân nhiệt thành vào con đường mạo hiểm, quyết chống lại chủ nghĩa cộng sản đang lan tràn vào thôn xóm làng mạc. Anh thường nói, chúng nó đang rước ma quỷ về ngồi vào bàn thờ tổ tiên, đền miếu, để bắt mọi người thờ cúng vái lại năm 1948, rời trường học năm 17 tuổi, đi theo những người buôn chuyến qua Lào, dành tiền mua súng đạn để có cơ hội hoạt động diệt Cộng sản. Năm 58, Phú đưa những người có tên bị đấu tố trong phong trào cải cách ruộng đất trốn qua Lào. Tại biên giới, Phú bị Cộng sản Pa Thét Lào bắt giam cầm và tra khảo. Phú chống cự bị thương và đào thoát trốn vào đất Lào năm 59 bị quân Hoàng gia Lào bắt giao trả lại cho chính phủ Sài Gòn. Năm 62 hưởng ứng sự tuyển mộ của Sở Liên Lạc, Phủ Tổng thống, Phú gia nhập biệt kích gián điệp Bắc Tuyến. Sau một năm huấn luyện, Trần Kim Phú được đề cử làm trưởng một toán biệt kích có biệt danh là toán Nike xâm nhập Bắc Việt. 10 giờ đêm ngày 10 tháng 6 năm 63, toán Nike xuất phát từ một cơ sở ở số 81A đường Võ Tánh, Sài Gòn. Di chuyển lên một địa điểm ở phi trường Tân Sơn Nhất rồi được phi cơ chở ra Bắc, thả xuống xứ Núng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi chính quê hương của Phú. Toán của Phú gồm 5 toán viên, Hoàng Văn Thái, bí danh là Lê Đình Hưng, giữ chức toán phó, Lê Khắc Bái, toán viên phá hoại, Nguyễn Thủy, bí danh Lê Văn Thanh, toán viên truyền tin, Trần Viện bí danh Toàn, toán viên phá hoại, Nguyễn Văn Lâm bí danh Lê Văn Lạc, phụ tá truyền tin. 3 giờ sáng ngày hôm sau 11 tháng 6 năm 63, toán bị công an cộng sản bao vây. Toàn toán đã nổ súng chống lại để mở vòng vây, nhưng lực lượng công an cộng sản đông nên toán phải đầu hàng. Một vài toán viên bị thương, riêng Trần Kim Phú toán trưởng trốn vào một khu rừng rậm rạp bọn công an không tìm thấy được nên đã nhờ quân đội tăng cường với chó săn truy lùng. Toán trưởng Phú cuối cùng bị bắt khi anh đang đưa súng nhắm bắn vào đàn chó. Trong hai ngày 20 và 21 tháng Giêng năm 64, Cộng sản đưa toàn toán kia ra tòa án quân sự quân khu 4 xử. Trước tòa, toán trưởng Phú dõng dạc lên án chính phủ Cộng sản tàn bạo, khát máu, đã giết hàng trăm ngàn đồng bào vô tội qua các chiến dịch đấu tranh giảm tô, cải cách ruộng đất. Vì vậy, anh đã tham gia lực lượng biệt kích để chiến đấu bảo vệ đồng bào. Tòa Cộng sản tuyên án Trần Kim Phú, 36 tuổi, tử hình. Hoàng Văn Thái, 32 tuổi, trung thân. Lê Khắc Bái, 45 tuổi, 20 năm tù. Nguyễn Thủy, 26 tuổi, 9 năm tù. Trần Viên, 39 tuổi, 7 năm tù và Nguyễn Văn Lâm, 25 tuổi, 6 năm tù. Ngày 14 tháng 7 năm 64, Cộng sản đã đưa biệt kích nhảy bắt Trần Kim Phú ra bắn tại Pháp trường xã Thạnh Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, theo lệnh hành quyết số 182 trên TA. Ngày 29 tháng 6 năm 64 của Tòa án Quân sự Quân khu 4, anh bị buộc tội biệt kích gián điệp. Năm 1986, người con gái và con rể Liên và Tuấn từ miền Nam ra Bắc về xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà để tìm xin hốt cốt của bố, đem về chôn ở xã nhà, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê. Một người lớn tuổi nhận là đã chôn cất tử tội Trần Kim Phú, dẫn Liên và Tuấn đến chỗ qua làm dấu bằng một cục đá và bảo đó là mộ của Phú. Hai vợ chồng Liên và Tuấn mướn người đào kiếm nhưng không thấy dấu vết gì. Tuấn về sau chết vì tai nạn. Do đó, việc tìm kiếm hài cốt Trần Kim Phú cho đến nay vẫn không thành. Biệt kích nhảy Bắc Lê Khắc Bái, toán viên phá hủy, phá hoại thuộc toán Nike, nhảy ngày 11 tháng 6 năm 63. Sinh năm 1919, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được Đại úy Bình, bí danh của Đại úy Ngô Thế Linh, trưởng phòng 45, sở liên lạc, trực thuộc phủ tổng thống, tiền thân của lực lượng đặc biệt tuyển mộ. Biệt kích Lê Khắc Bái vượt qua các thủ tục gia nhập và được gửi đi thụ huấn các chương trình lực lượng đặc biệt, gồm nhảy dù và các môn gián điệp tình báo và tấn kích. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, biệt kích Lê Khắc Bái được chọn làm toán viên toán phá hủy và được xếp vào toán có bí danh là Nike, dưới sự chỉ huy của trưởng toán Trần Kim Phú, bí danh là Tấn 36 tuổi. Toán Nike khởi hành lúc 10 giờ đêm ngày 10 tháng 6 năm 63 từ cơ sở 81 đường Võ Tánh, Sài Gòn đến một bãi đậu bí mật ở phi trường Tân Sơn Nhất rồi được máy bay đưa ra Bắc thả xuống địa điểm xứ Núng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi chính quê Hương Anh. Toán của biệt kích nhảy Bắc Lê Khắc Bái gồm tất cả là 6 người, kể cả trưởng Toán, bị công an huyện Hương Khê Vũ Trang xã vây bắt lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau. Tất cả toán chống cự nhưng cuối cùng phải đầu hàng. Biệt kích nhảy bắt Lê Khắc Bái bị lãnh án 20 năm tù. Anh bị giam qua các trại tù Nghệ An, Quyết Tiến, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, các trại Hồng Thắng, trại Bảy Tân Lập, trại Bốn Thanh Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa. Anh được thả ra khỏi trại Bốn Thanh Lâm ngày 29 tháng 2 năm 1984 kể cả một năm chờ ra tòa án. Anh đã ở tù tổng cộng là 21 năm. Năm 1995, anh và gia đình được đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh. Cơ sở thi văn cội nguồn đã tổ chức đón tiếp và vinh danh anh ngày 13 tháng 10 năm 1996 tại San Jose, California. Biệt kích nhảy bắc Mộc A Tài là trưởng toán Reagan nhảy ngày 13 tháng 7 năm 63 sinh ngày 5 tháng 5 năm 1929 tại Móng Cái, tỉnh Hải Ninh là Quảng Ninh bây giờ. Tỉnh Quảng Ninh rộng và dài dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Hải Phòng, bao bọc Vịnh Hạ Long. Đến tuổi 21, ngày 2 tháng Giêng năm 50, Mộc A Tài gia nhập quân đội Pháp. Sau 4 năm, Tài xin chuyển sang quân đội Việt Nam, ngành bộ binh. Qua năm 60, một trung úy gốc người cao bằng, không nhớ bí danh, tiếp xúc và kêu gọi anh gia nhập một tổ chức tình báo gián điệp trực thuộc phủ tổng thống để hoạt động tại những khu vực có người thuộc các nhóm dân tộc nói tiếng nùng, thái, tày, mường, vân vân. Mộc A Tài ký giấy tờ gia nhập và đến trình diện phòng 45 sở liên lạc, phủ tổng thống. Sở này đổi thành sở khai thác địa hình vào năm 61. Phòng 45 tiếp tục tuyển mộ được gần 40 người thuộc các nhóm dân tộc, không có người kinh, và Mộc A Tài được chỉ định làm liên toán trưởng. Tất cả quân nhân và dân chính tham gia được gửi đi dựng những chương trình huấn luyện do Sở Tình báo Trung ương CIA Hoa Kỳ yểm trợ. Mọi hoạt động đều hoàn toàn bí mật. Học viên được huấn luyện tại những căn lầu, nhiều tầng và các biệt thự ở ngay giữa thủ đô Sài Gòn, trên những đường Lê Lai, Võ Tánh, Trần Hưng Đạo, vân vân. Tất cả những học viên đều qua các khóa nhảy dù tại Sư đoàn dù các khóa chiến tranh ngoại lệ và chuyên môn như là truyền tin, phá hủy, phá hoại, công binh, được tổ chức riêng tại những trung tâm ở Vũng Tàu, Nha Trang, Thủ Đức, vân vân. Mặc dù sẽ là những biệt kích nhảy bắc trong tương lai, các học viên này còn tham dự một chương trình huấn luyện do tổ chức người nhái đảm trách tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Lý do nhóm biệt kích này được dự trù cho xâm nhập vào những khu vực như là Vịnh Hạ Long Móng Cái, Cẩm Phả sát bờ biển tỉnh Quảng Ninh Liên toán về sau được chia thành nhiều toán nhỏ từ 3 đến 12 người và được đưa đến thụ huấn chương trình Mật xâm nhập Bắc Việt tại Trung tâm huấn luyện biệt kích ở gần Thủ Đức Mộc A Tài được chỉ định làm trưởng toán của một toán có bí danh là Reagan Phó trưởng toán là vong A Ung Toán viên truyền tin là Trần A Sám và ba toán viên là Giáp Tử Cầm, Trần Văn Mâm và Vong Heng Quay. Ngày 13 tháng 7 năm 63, toán của Mộc A Tài được lệnh lên đường xâm nhập Bắc Việt với nhiệm vụ tấn công, phá hủy vỏ đài radar của Cộng sản gần bờ biển Bắc Việt và tìm kiếm tiếp xúc với các điệp viên nằm vùng nguyên thuộc sư đoàn nùng của Đại tá Vòng A Sáng để lại trong năm 54. Toán được đưa vào trung tâm mật cách ly mọi người, chuẩn bị quân trang quân dụng vũ khí, lương thực để lên đường. Toán được chở xuống tàu Hải Tuần và trực chỉ ra Bắc xâm nhập Vịnh Hạ Long bằng ghe nhỏ. Sau khi đến địa điểm, Toán liên lạc báo cáo về Bộ Chỉ huy ở Sài Gòn, mở đài truyền tin 24 trên 24 để báo cáo những tin tức thu thập được về những căn cứ hoạt động của Cộng sản. Ngày 16 tháng 7 năm 63, Toán bị một lực lượng đông của công an và quân đội cộng sản bao vây nhưng không đến gần nổ súng tấn công mộc a tài tập họp anh em lấy quyết định chống trả rồi nổ mìn tự sát hay là chờ để bị bắt anh em bàn luận chống trả chỉ vô ích vì lực lượng cộng sản quá đông và chấp nhận chờ để bị bắt trước khi bị bắt toán viên truyền tin báo cáo cho bộ chỉ huy ở sài gòn biết về sau được biết bộ chỉ huy xác định là toán bị mất tích Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy vẫn tiếp tục hàng tháng cho người đến trả lương cho vợ con toán viên đều đặn. Sau khi nghe tin hiệp định ngưng bắn, ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 73 và có hiệu lực ngày 28 tháng Giêng năm 73, đã có 40 tù binh Mỹ đang bị giam ở Bắc Việt được trao trả. Tất cả anh em biệt kích tù binh đòi hỏi được trao trả. Bọn cán bộ quản giáo các trại tù lên tiếng đe dọa mạng sống có anh biệt kích đã phanh ngực thách đố để xem bọn quản giáo có can đảm, dám bắn không. Và bọn quản giáo nhượng bộ quay lại dùng lời lẽ khuyến dụ. Chúng bắt biệt kích Đặng Đình Thúy thuộc Toán Bắc, Bắc Bình Hai, Hector, Bravo, đem giam vào xà lim, cùm cả hai chân, bỏ đói, vì nghi rằng Thúy đã xúi dục đòi hỏi trao trả. Biệt kích Nguyễn Văn Tấn la to, phản đối, tuyệt thực, tuyệt thực phản đối mọi người đều la theo, phản đối, phản đối. Cuộc tuyệt thực bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 năm 73 và kéo dài cho đến khi biệt kích Đặng Đình Thúy được thả ra khỏi nhà biệt giam. Mộc A Tài cho biết trong thời gian ở tù, Tài đã cùng anh em tìm cách vượt ngục nhiều lần. Tất cả ba lần trốn ra khỏi nhà tù vào năm 62 đều bị bắt lại. Lần thứ tư trốn ngày 16 tháng 7 năm 63 cũng bị bắt lại Mỗi lần bị bắt lại đều bị giam xà lim phòng tối, chân bị xiềng khóa cho ăn đói, bắt nhịn khát trong nhiều tháng. Lợi dụng đêm giao thừa Tết ta vào tháng Giêng, năm 83, Mộc A Tài trốn khỏi trại tù Thanh Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa cạnh biên giới Lào 10 cây số. Tài đã cùng toán viên truyền tin Trần A Sám đi bộ đêm ngày qua những khu rừng, đến hết 3 tháng 10 ngày mới về đến Sài Gòn gặp lại vợ và ba con. Từ Sài Gòn Tài để lại con cái, chỉ đem vợ theo, cùng với toán viên truyền tin Trành A Sám trốn lên đỉnh quán, liên lạc với tổ chức vượt biên bằng tàu, phải trả vàng trị giá 3.000 đô la mỗi người. Sau 4 ngày 4 đêm, tàu đến Singapore, mọi người được nhân viên di trú phỏng vấn và được chấp thuận cho đi Mỹ định cư. Cơ quan IRC bảo lãnh và lo liệu mọi thủ tục định cư và trợ cấp xã hội một thời gian sau, Mộc A Tài cùng vợ bảo lãnh tất cả năm con qua Mỹ định cư. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, khi trò chuyện với người biên soạn, Mộc A Tài cho biết đã 82 tuổi, sau hơn 20 năm bị giam cầm qua các nhà tù cộng sản. Sức khỏe vẫn còn tốt, không có bệnh gì, hiện đang giúp công việc ở một xưởng may của người con trai. Chị Tài vẫn khỏe mạnh, nói tiếng Tàu nhiều hơn tiếng Việt, hoặc là tiếng Mỹ, giúp săn sóc các cháu. Hai ông bà có năm người con và trên một tá cháu sống ở vùng thị xã Rosemead, Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Bàn về hành động tham gia tổ chức biệt kích xâm nhập Bắc Việt, Mộc A Tài nói anh tình nguyện ra Bắc hoạt động vì lòng yêu quê hương, đất nước, muốn giải phóng đồng bào ra khỏi nạn độc tài tàn bạo của Cộng sản. Anh không ân hận gì về quyết định của mình và không than oán gì về những ngày tù tội. Hỏi về kế hoạch nhảy toán không đạt được nhiều thành công, anh nói anh không có ý kiến phê bình gì, anh chỉ thi hành theo mệnh lệnh và chỉ thị của các cấp cao của chính phủ Việt Nam Cộng hòa thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Biệt kích nhảy Bắc Tống Văn Thái, toán Bắc Bình 2 còn gọi là Hector Bravo, nhảy ngày 13 tháng 9 năm 66 sinh ngày 20 tháng 10 năm 40 tại phố Hàng Bột, Hà Nội. Theo gia đình di cư vào Nam năm 54, năm 60 trong khi Tống Văn Thái được miễn dịch vì lý do gia cảnh, đang theo học năm thứ nhất trường Đại học Y khoa, tốt nghiệp trường Võ thuật Trung cấp Thủ Đức với đệ nhị đẳng huyền đai. Một hôm có một giới chức mặc thường phục với bí danh là An, đến tiếp xúc và muốn tuyển mộ anh tham gia hoạt động gián điệp do một cơ quan thuộc phủ tổng thống thời đại nhất cộng hòa chỉ huy ông này cho biết mục đích hoạt động của cơ quan này là nhằm diệt cộng sản nằm vùng trong nam và có thể xâm nhập hoạt động lật đổ chế độ cộng sản ngoài bắc tống văn thái lúc đầu còn do dự nhưng về sau giới chức tuyển mộ tiếp tục thuyết phục tham gia để giải phóng đồng bào bắc việt đã từng bị sát hại trong các phong trào cải cách điền địa để cứu quê hương thoát khỏi chế độ tàn bạo của cộng sản nên thái đã quyết định ghi tên tham gia vì nghĩ rằng học vấn là quan trọng nhưng gánh vác trách nhiệm giải phóng đất nước và xây dựng quê hương phải là quan trọng hơn thái giấu bố mẹ và mọi người về quyết định của mình thái được mời đến một căn hầm dưới một biệt thự ở giữa thành phố sài gòn để điền ký những giấy tờ tình nguyện gia nhập một cơ quan có tên là sở liên lạc phủ tổng thống ngay sau đó thái được đưa về nhà chuẩn bị bao đựng áo quần và vật dụng cá nhân, lên đường trình diện trung tâm huấn luyện quân báo cây mai, đồn trú tại một khu ngoại ô chợ lớn để theo học khóa sĩ quan quân báo. Vị chỉ huy trung tâm này lúc bấy giờ là Đại tá Lam Sơn. Sau 8 tháng học tập, Thái tốt nghiệp chuẩn úy và được lệnh về trình diện Bộ Chỉ huy Sở Liên Lạc, phòng 65, đồn trú khu vực phía sau Bộ Tổng Tham Mưu, gần Nghĩa Trang Bắc Việt và sân vận động quân đội. Phòng 65 chuyên lo về an ninh, kiểm soát thành phần nội công gián điệp Cộng sản xâm nhập vào hàng ngũ quốc gia. Một trong những sĩ quan điều khiển phòng này là Đại úy Lê Đình Ngân. Ông này về sau chết tại trại cải tạo Vinh Quang, Vĩnh Phú, năm 79. Tống Văn Thái cùng với sĩ quan phòng 65 được chỉ định xâm nhập mật khu theo dõi hoạt động của Phạm Ngọc Thảo nghi ngờ có sự liên hệ với cán bộ cao cấp Cộng sản nằm vùng là Lê Duẩn Nguyễn Thị Định. Trong thời gian này, Thảo là Trung tá tỉnh trưởng Kiến Hòa Bến Tre, trách nghiệm chương trình Bình Định do Tổng thống Ngô Đình Diệm khởi xướng. Sau một thời gian theo dõi và tiếp xúc, Tống Văn Thái đặt máy thu âm, thu được nội dung một cuộc họp của Phạm Ngọc Thảo với một cán bộ Cộng sản. Cuốn băng được Trung tá Lê Quang Tung, giám đốc sở liên lạc trình lên cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Thảo bị ngưng chức tỉnh trưởng Kiến Hòa và được sắp xếp cho đi học khóa chỉ huy và tham mưu tại Đà Lạt. Thái được tưởng thưởng biệt công bội tinh. Một thời gian sau, Tống Văn Thái được thăng trung úy và được đề cử cùng trung úy Nồng A Pang, một sĩ quan của phòng 65 qua làm việc cạnh Tòa Đại sứ Việt Nam ở Lào thu thập tin tức về những hoạt động cộng sản xâm nhập Lào và Campuchia. Từ năm 61 đến năm 62, Tống Văn Thái được gửi theo học khóa người nhái tại Mỹ Khê, Đà Nẵng, dự trù sẽ tham gia kế hoạch xâm nhập Bắc Việt với các toán biệt hải. Sau biến cố đảo chánh bất thành 11 tháng 11 năm 60 của nhóm trung tá Vương Văn Đông và đại tá Nguyễn Tránh Thi, sở liên lạc được đổi danh xưng là sở khai thác địa hình tháng 3 năm 63, Sở Khai thác Địa hình đổi danh xưng là lực lượng đặc biệt. Trung tá Lê Quang Tung được thăng cấp đại tá làm tư lệnh. Sau đảo tránh thành công 1 tháng 11 63 của nhóm tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim và Dương Văn Minh, Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Chính trị Ngô Đình Nhu và Đại tá Lê Quang Tung bị giết. Phòng 45 Bắc Tuyến của Sở Khai thác Địa hình biến thành một cơ quan mới có cái tên là Sở Khai Thác Bộ Tổng Thâm Mưu. Sở Khai Thác Bộ Tổng Thâm Mưu do Đại tá Trần Văn Hổ làm giám đốc điều khiển lực lượng biệt kích quân. Thiếu tá Ngô Thế Linh làm tránh văn phòng, Trung tá Nguyễn Khắc Bình tham mưu trưởng. Sở này có một tổ chức của Mỹ làm cố vấn và yểm trợ có tên là Study and Observation Group, viết tắt là SOG. Tống Văn Thái được chuyển qua sở khai thác, và được gửi đi thụ huấn tại trung tâm biệt kích mật tại Long Thành. Thủ đức có tên là Trại Quyết Thắng. Tại đây Thái gặp lại một toán viên trẻ tình nguyện gia nhập ngành biệt kích tên là Trần Ngọc Nghĩa. Bố mẹ Nghĩa gửi gắm nghĩa cho Thái nên nghĩa xin ở cùng trung toán với Thái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngày 13 tháng 9 năm 66, toán Bắc Bình 2 của Thái được lệnh lên đường ra Bắc mang theo những kiện hàng để tiếp tế cho Toán Bắc Bình 1 và sẽ nhảy xuống cùng một địa điểm mà Toán Bắc Bình 1 đã nhảy xuống ngày 22 tháng 6 năm 66 trước đây. Tất cả toán viên không mang ba lô, tất cả thực phẩm quân dụng đều xếp trong các kiện hàng. Tống Văn Thái đã phản đối, không thi hành lệnh lên đường, dù bị dọa sẽ đưa ra tòa án binh. Thái tuyên bố không chấp nhận nhảy xuống cùng một địa điểm đã thả toán Bắc Bình 1 vì không có báo cáo xác nhận toán đã đáp an toàn. Hơn nữa quân trang quân dụng thực phẩm có thể bị thả lạc. Cố vấn Mỹ thúc đẩy sĩ quan công tác Việt phải thi hành lệnh theo thời biểu, không thể đình hoãn và phải thả cùng địa điểm. Vì nếu muốn thám sát một địa điểm mới, phải mất ít nhất là 3 tháng. Cuối cùng, Tống Văn Thái đã cùng Toán thi hành lệnh. Theo lời Thái kể lại, sở dĩ Thái thi hành là vì một lời nói thúc đẩy của trần ngọc nghĩa em xung phong đi cùng anh đừng để bị chê là hèn nhát thiếu can đảm ngoài ra những lời nói của cố vấn chính trị ngô đình nhu trong dịp gặp gỡ các sĩ quan ra đi thi hành nhiệm vụ trước đây vẫn còn in trong đầu thái từng chữ các anh ra đi vì tổ quốc và trách nhiệm thay mặt tổng thống và chính phủ tôi chúc các anh thành công trong sứ mạng nói xong ông đến bắt tay từng người Nghĩ đến những lời nói đó, Tống Văn Thái đã chấp nhận ra đi. Trước ngày lên đường, Tống Văn Thái được thăng cấp đại úy. Toán của Thái được đưa đến Thái Lan bằng máy bay vận tải Mỹ, rồi bằng trực thăng vào địa điểm thả. Toán xuống đất bình yên với đầy đủ những kiện hàng tiếp tế. Nhưng khi các toán viên đang mở những kiện hàng, thì nhiều tràng đạn AK-47 bắn đến dồn dập. Toán trưởng Mai Nhuệ Anh trúng đạn chết ngay tại chỗ toán phó bị chúng kết án tử hình. Sau 20 năm bị cầm tù từ 66 đến 86, cuối cùng Thái đã đến Mỹ, hiện sống với vợ và hai con ở thị xã Garden Grove, miền nam California, Hoa Kỳ. Thái vẫn còn hăng say hoạt động cùng anh em cựu biệt kích nhảy bắc, hội họp thăm viếng và tổ chức những buổi lễ truy điệu tưởng niệm, liên lạc giúp đỡ những cô nhi quả phụ sống ở quê nhà. Khi được hỏi về cảm nghĩ của anh về dĩ vãng và hiện tại, anh Tống Văn Thái phát biểu: "Tôi gia nhập quân đội và chọn biệt kích khi mới 20 tuổi, cho dù khi đó tôi đang là sinh viên với dự tính trở thành bác sĩ y khoa. Vì lý tưởng quốc gia và tinh thần chống cộng, tôi đã gia nhập cuộc chiến. Bây giờ nhìn lại, tôi phải nói thẳng, là dân mình cũng như người lính của mình đều đã bị lợi dụng. Tôi không có gì ân hận khi đem thân phục vụ quân đội và đất nước." chỉ tiếc một điều chưa đem lại được thắng lợi cho đất nước tôi muốn hỏi chính phủ mỹ đã tìm kiếm và đem xác tử sĩ mỹ về nước chính phủ mỹ có hành động nào giúp tìm kiếm hài cốt những biệt kích quân còn nằm rải rác khắp nơi trên lãnh thổ bắc việt để thân nhân và gia đình bạn bè họ có thể đem về an táng đó là nỗi ưu tư duy nhất của tôi biệt kích nhảy bắc đinh hùng nhị toán romeo nhảy ngày 19 tháng 11 năm 65. Trên chuyến xe lửa sau khi được phóng thích từ nhà tù, Đinh Hùng Nhị đã được thấy lại quê hương lần đầu tiên từ 18 năm qua. Anh ta không thể bao giờ quên được quang cảnh những đống gạch vụn, các căn nhà bị bom tàn phá cũng như các hố bom nằm rải rác khắp cánh đồng. Các điều kiện sinh sống quá tệ hại tại Vinh, một hải cảng quan trọng tại vùng Cán Chảo Bắc Việt khiến anh chẳng muốn rời khỏi toa xe lửa vì sợ làm lem luốc đôi chân. Dân chúng có vẻ chảnh mãn và nhị thoáng nhìn thấy mấy tên móc túi trong số các hành khách chờ đợi. Đó là vào năm 1982, 7 năm sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, nhưng phần lớn thành phố này vẫn còn đổ nát. Sau khi nó từng là một trong những mục tiêu oanh tạc dữ dội nhất của không quân và hải quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh, Chuyến xe lửa chở nhị tiếp tục hướng về miền Nam, chạy qua khu phi quân sự, từng chia Việt Nam thành hai đất nước để rồi từ từ tiến vào Huế. Hồi năm 68, Việt Cộng đã lợi dụng cuộc ngưng bắn Tết để đột nhập thành phố Huế, biến thành phố cổ dễ thương với các lăng tẩm và cung điện thành một bãi chiến trường đẫm máu. Các căn nhà bị pháo kích lỗ chỗ vẫn còn đứng dọc theo các con đường và nhị nhìn thấy những trẻ em lai Mỹ bán trái cây kẹo và cả thuốc lá chợ đen nữa. Anh suy tư không biết ai đang nuôi dưỡng chúng. Cha chúng những quân nhân Mỹ đã rời nơi đây từ lâu rồi. Quang cảnh hai bên đường cứ tiếp tục diễn ra tương tự cho đến khi về đến thành phố Hồ Chí Minh mà trước đây anh thường biết đến bằng tên Sài Gòn. Sau chuyến vượt lộ trình dài đến hơn 1.000 km như vậy, Nhị không ngờ là đã đến đứng ngay phía trước căn nhà của gia đình anh tại thị trấn ven biển Hiền Lành Vũng Tàu. Lúc đó đã 10 giờ đêm. Hơn 20 năm trước, Nhị đã rời khỏi căn nhà này với tư cách một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết, mà theo anh kể lại lúc đó đã được một cố vấn quân sự Hoa Kỳ cam kết là rồi đây anh sẽ trở về. Nhưng nay, thuộc lứa tuổi trung niên và bệnh hoạn, cũng chẳng có cuộc đón tiếp nào cho người anh hùng vì thật ra cũng không có ai chờ đợi ngày anh về cả hai tên công an cộng sản dẫn độ anh từ khi được thả ra từ nhà tù đã đấm mạnh vào cửa và báo là nhị đã về có một số tiếng động lục đục ở bên trong và nhị nghe thấy rõ các người trong gia đình chửi thề họ từ chối mở cửa một người em rể lên tiếng rằng không phải anh nhị mà chỉ là một tên lừa đảo Bà mẹ 75 tuổi của anh cho rằng chắc là oan hồn anh trở về. Bà nói vọng qua cửa. Con đã chết rồi mà. Thôi đi đi. Mẹ sẽ cầu nguyện cho linh hồn của con. Bà không thể nào tin khác được. Bởi vì cách đây gần hai thập niên, các giới chức quân sự Việt Nam Cộng Hòa đã thông báo cho bà là nhị đã hy sinh trong lần công tác. Ở nơi đâu thì họ không hề nói. Đó là một bí mật. Sau đó, gia đình anh nhận được số tiền tử tuất do chính phủ trao tặng. Số tiền đó cũng tương đương một năm lương của Nhị, vào khoảng 300 đô la. Không biết làm gì khác, Nhị tiếp tục đấm mạnh vào cửa và cho biết rằng quả thật chính anh vẫn còn sống nhăn. Một trong hai tên công an phụ họa theo, "Không phải oan hồn đâu, anh ta còn sống và trở về đây nè." Sau cùng thì cánh cửa cũng mở ra và bà mẹ nhận ra rằng người đàn ông quả thật là con trai bà. Bà khóc ngất và xỉu trong đôi tay người con, nhị ngồi xuống một cái ghế, xúc động quá đến nỗi không nói được nữa. Thời gian xa cách biết bao nhiêu rồi. Nhị từng là một biệt kích của toán Romeo, một đơn vị cảm tử gồm 10 thanh niên Việt Nam. Trong gần một thập niên, khởi đầu từ năm 61, nhị và ít nhất 4 hoặc 500 thanh niên khác như anh đã được gửi ra miền Bắc Việt Nam để phát động một cuộc chiến tranh du kích, mới đầu do cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA và sau đó là lục quân Hoa Kỳ yểm trợ. Các phi cơ trực thăng đã chở toán Romeo vào Bắc Việt, kế hoạch là toán này sẽ lưu lại đích Bắc trong 2 năm, xúc tiến các cuộc trinh sát và phá hoại. Nhưng thực tế cho thấy toán biệt kích này đã bị lạc trong rừng 6 tuần lễ sau khi được thả xuống một địa điểm sai lạc. Các lực lượng biên phòng của Cộng sản Việt Nam sau cùng phục kích được toán này trong tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng năm 66. Các thành viên của toán Romeo trước hết bị đưa đến giam ở Quảng Bình, nơi mà mỗi một biệt kích bị nhốt xuống một phòng giam dưới hầm. Nhị kể lại về các phòng giam này như sau, đó là một cái huyệt cho người sống sau 9 tháng, nhị bị chuyển đến một nhà tù khác ở Thanh Trì gần Hà Nội và nơi đây bị biệt giam trong một năm. Mỗi ngày được ăn một chén cơm để vừa đủ sống mà thôi. Ngày nhị được phóng thích là vào năm 1982, nhà cầm quyền trao cho anh hai chục đồng, tương đương 2 sen, tính theo đô la của Hoa Kỳ. Nhị kể rằng anh đã chi tiêu hết số tiền đó để mua một tô phở tại cửa tiệm bán đồ ăn đầu tiên mà anh thấy người bán hàng đổ hết khối lượng phở vào một cái chậu nhỏ thay vì một cái tô lớn nhị cho biết nhiều phở quá khiến anh không thể ăn hết nên nhờ các tên công an áp giải ăn giúp anh cho hết khi trở về đến nhà nhị thấy không chỉ gia đình anh đang chờ anh mà còn có cả vị hôn thê nguyễn thị bảy nữa chị bảy kể lại mẹ anh ta nói với tôi rằng anh ta đã chết tuy nhiên tôi tiếp tục nghĩ là anh ta vẫn còn sống trong đêm động phòng hoa Trúc, 6 tháng sau đó, chị Bảy mới hiểu được lần đầu tiên những năm tháng khổ cực mà Nhị đã phải chịu đựng. Chị Bảy đã khóc về các vết thẹo mà các cùm xiềng đã ăn sâu vào cổ tay và cổ chân anh đã để lại. Chị kể tiếp: "Anh ta đã kể cho tôi nghe bọn cộng sản đã đánh đá vào bụng anh ta ra sao và người nào cũng có các vết lở loét do các con rệp trong các trại tù gây nên." Trên khắp thân thể anh đều có các vết thẹo. Vào năm 1990, Nhị đã cùng với gia đình anh đến được Hoa Kỳ theo chương trình tái định cư của Hoa Kỳ dành cho các tù chính trị. Sau khi anh đã phải lãnh thêm 3 năm tù ở nữa vì cố gắng tìm cách vượt biên khỏi Việt Nam. Nhị năm nay 54 tuổi và gia đình hiện nay sống chung với một gia đình Việt Nam khác, thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với tiền thuê hàng tháng là 450 đô la. Gia đình anh Nhị lãnh được 770 đô la một tháng tiền trợ cấp xã hội và phiếu trợ cấp thực phẩm. Anh ngủ chung giường với vợ và hai con trai, Ánh Hồng 6 tuổi và Quân Hồng 4 tuổi. Do các vết thương đã khiến anh luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và không có khả năng tập trung trí óc nên anh không thể làm việc được. Anh nói, giờ đây tôi nghĩ rằng tôi là một cá nhân nên chẳng có nghĩa lý gì cả. Người Mỹ còn bỏ mặc cả một chính phủ kia mà. Vậy mà một mình tôi thì làm gì được? Tôi chỉ muốn cho mọi người hiểu rằng tôi như bị lấy kẹo ngọt dụ dỗ vậy. Tôi đã được đưa đi xâm nhập Bắc Việt vì đó là quê hương tôi. Giờ đây tôi chỉ còn có thể sống được từng ngày mà thôi. Các bạn vừa nghe xong những câu chuyện của biệt kích nhảy Bắc qua lời kể của anh Phan Bác Kỳ thiên hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác